Mến chào các bạn và rất hân hạnh tái ngộ cùng các bạn trong chương trình giảng trực tuyến về phương pháp phân tích dữ liệu dùng ngôn ngữ R. Hôm nay tôi xin tiếp tục loạt bài giảng, thế nhưng mà tôi xin chuyển sang một cái chủ đề khác. Như các bạn thấy là sau một thời gian mà tôi dành khoảng 4 năm bài giảng gì đó cho chủ đề về phương pháp Bayes, thì tôi nghĩ rằng là đã đến thời điểm đã đến thời điểm mà tôi muốn giới thiệu với các bạn, chỉ giới thiệu thôi nha, giới thiệu với các bạn một số cái phương pháp nằm trong cái nhóm nó gọi là machine learning. Ở Việt Nam người ta dịch là học máy, nhưng mà tôi thì nghĩ rằng nó là chắc là để cách dịch đó, nó có vài vấn đề, lát nữa tôi sẽ giải thích cho các bạn tại sao. Như các bạn thấy rằng trong cái slide này là tôi chỉ để tên trường Tôn Đức Thắng, University, trường Đại học Tôn Đức Thắng thôi, mà không có để mấy chỗ khác. Lý do rất đơn giản là bởi vì là tôi nghĩ là bị mình nói tiếng Việt, thành ra chắc là mình cũng không cần phải gọi là đề tên mấy cái trường khác làm cái gì. Ok, dông dài vậy là chắc lẽ là cũng đủ. Bây giờ tôi xin đi vào cái chủ đề chính của cái bài giảng. Nó nhớ rằng đây chỉ là cái bài giới thiệu nha. Sau bài này thì tôi sẽ còn một cái loạt bài, chắc là cũng 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 khoảng 5 bài gì đó, đi vào cụ thể từng phương pháp một. Cái slide này như các bạn thấy nó là một cái dạng mà tiếng Anh nó gọi là word cloud đó, là những cái mà danh từ rồi thuật ngữ trong thời gian gần đây nó xuất hiện rất là phổ biến. Nào là data science, khoa học dữ liệu, nào là machine learning, rồi data mining, để có, à đúng rồi, đây nữa, statistical learning, clustering, minimax, nhiều lắm. Nói chung là rất nhiều cái thuật ngữ xuất hiện mà nó có thể làm cho người ta lẫn lộn. Do đó là hy vọng rằng qua bài giảng này thì các bạn sẽ có một cái nhìn rộng và rõ ràng hơn về các cái thuật ngữ này. Đầu tiên nhé, là tôi rất là quan tâm đến cái chuyện mà phân biệt giữa cái mà tôi gọi là statistical learning và machine learning. Dịch rất là khó, machine learning người ta dịch là học máy, nhưng mà thôi mình cứ dùng cái chữ machine learning đi và chữ statistical learning. Trong thực tế thì thực ra chúng ta có ba cái lĩnh vực. Cái lĩnh vực thứ nhất tôi gọi nó là statistics, tức là khoa học thống kê. Lĩnh vực thứ hai mà rất là nổi trội ngày nay, nó mới xuất hiện thôi nhưng mà rất là nổi trội, tức là machine learning. Như các bạn thấy có cái dấu hiệu ở đây, cái máy ở đây. Thực ra máy nó chẳng học gì đâu. Lĩnh vực thứ ba, nó thực ra xuất hiện trước cái machine learning, nó gọi là statistical learning. Thì đây là một cái slide của một anh bạn tên là Akawikipik gì đó. Thực ra cái này cũng 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 do một cái tác giả nào người ta soạn ra, thành ra là tôi thấy nó có những cái giải thích cũng hay hay. Thì đại khái cái ý tưởng của cái ba cái lĩnh vực này á là nó nối liền với nhau, nó có liên quan với nhau. Khoa học thống kê cộng với machine learning, nó cho cái mà chúng ta gọi là statistical learning. Thì để mà phân biệt ba cái lĩnh vực này thì chúng ta có thể dùng khoảng chừng 6 tiêu chí như thế này. Đứng về mặt mà lĩnh vực nhỏ đó, tức gọi là subfield, thì chúng ta thừa hiểu rằng là khoa học thống kê là một phần của toán học, còn machine learning là thuộc về khoa học máy tính, và đặc biệt là artificial intelligence, tức là chữ đó tiếng Việt mình ở Việt Nam thì dịch là trí tuệ nhân tạo, nhưng mà tôi nghĩ rằng cái chữ tuệ đó nó cao lắm, nên là cái có lẽ cái dịch nó không chính xác đâu, có lẽ là chỉ là trí năng nhân tạo thôi. Và cái statistical learning này á là nó là một cái hỗn hợp, một 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 cái tổng hợp giữa khoa học thống kê và machine learning.
đứng về mặt mà cái focus, tức là cái tập trung á, lĩnh vực mà nó tập trung á, thì khoa học thống kê như chúng ta biết á, là tập trung vào việc mà xây dựng các cái mô hình, và các cái mô hình này á, được xây dựng dựa vào một số cái chương trình, một số cái chương trình cụ thể. Còn machine learning á, là tạo ra những cái hệ thống mà có thể học từ dữ liệu. Học ở đây thực ra mà nói là học bằng thống kê đó, chứ không phải là cái máy nó học được đâu, phải có cái mô hình thống kê mới học được. Còn scientific learning là cung cấp cho chúng ta hàng loạt các cái công cụ để mà mô hình hóa và hiểu cái sự phức tạp, hiểu cái cơ cấu phức tạp của dữ liệu. Về mục tiêu, purpose, thì thống kê là chủ yếu là quan tâm đến việc mà suy luận, tức là inference, suy luận về cái mối tương quan giữa các cái biến số, giữa các yếu tố. Còn machine learning là chủ yếu là quan tâm đến chuyện optimization, tức là tối ưu hóa, làm sao mà tạo ra một cái mô hình hay một công cụ mà tiên lượng một cách chính xác, tức là prediction accuracy. Còn statistical learning là quan tâm đến cái chuyện xây dựng các cái mô hình thống kê cũng cho prediction, tức là cũng cho tiên lượng, dự báo, nhưng mà ngoài ra cũng giúp cho chúng ta hiểu được cái cơ cấu của dữ liệu. Về mặt mà giả định á, về dữ liệu á, thì đối với khoa học thống kê nó rất là quan trọng. Đối với khoa học thống kê, tất cả các mô hình đều phải dựa trên cái giả định. Và cái giả định này á, là chúng ta khi mà nói giả định ra là chúng ta nói về cái giả định liên quan đến cái quần thể, tức là population mà cái dữ liệu nó lấy từ đó. Đối với machine learning thì nó tự do hơn, tức là không có giả định gì cả. Thực ra tôi nghĩ là nói không có giả định là không đúng, có chứ không phải không, nhưng mà nó không có được quan tâm đúng mức. Còn đối với statistical learning thì dù sao có chữ statistics sau này thành ra là nó đòi hỏi một số cái kiến thức cũng như là giả định liên quan đến những quần thể. Về cái dimensionality của dữ liệu này có thể hiểu theo nghĩa là cái quy mô của dữ liệu đó các bạn. Quy mô của dữ liệu thì đối với mà cái khoa học thống kê này, đa số các cái phương pháp mà chúng ta học qua đó, ví dụ như là phương pháp kiểm định thi, rồi kiểm định quy bình phương, rồi kiểm định Z, hay là ngay cả mô hình hồi quy tuyến tính cũng vậy, nó được phát triển là dựa trên cái giả định là dữ liệu nó nhỏ, dữ liệu nó nhỏ thì là vài ngàn ca vậy thôi, hay là vài chục ca. Còn đối với machine learning thì nó giúp cho chúng ta xử lý những cái dữ liệu lớn và những dữ liệu mà đa chiều, tức là đa biến đó, hai dimension, tức là có hàng trăm, hàng ngàn, thậm chí hàng triệu biến số. Còn các phương pháp mà thống kê thường đó, thì chỉ có vài chục biến số là cao rồi. Tương tự như vậy, tương tự với machine learning thì đối với statistical learning á, thì nó cũng cung cấp cho chúng ta một số các cái công cụ để mà xử lý những cái dữ liệu rất là lớn, những dữ liệu mà có thể lên đến hàng tỷ dòng và hàng triệu cột. Và nói vậy để các bạn thấy là đây là cái những cái lĩnh vực mới, thành ra là chúng ta cần phải học nó. Về cái sự mà gọi là trùng lắp về kiến thức á, thì đối với statistics á, tức là khoa thống kê á, thì không có cần cái kiến thức về machine learning, nhưng mà cần cái kiến thức về xác suất và kiến thức toán, rất là quan trọng. Thực ra tôi phải thêm một chút nữa là cần kiến thức về cái lĩnh vực mà chúng ta nghiên cứu nữa, chứ không phải chỉ là kiến thức về toán đâu, kiến thức về toán vẫn không có đủ. Đối với machine learning thì cần một số kiến thức về thống kê, bởi vì lý do rất đơn giản là các cái phương pháp thống kê nó chính là cái cơ sở đằng sau của các cái mà thuật toán của machine learning. Statistical learning thì đương nhiên là cần phải có cái kiến thức về về thống kê và kiến thức về machine learning. Thì có lẽ là tôi giải thích cái slide này dông dài nó hơi nhiều, nhưng mà tôi nghĩ rằng qua vậy thì các bạn cũng có thể thấy được là
nó có một sự phân biệt, phân định, nhưng mà nó có sự trùng hợp giữa cái khoa học thống kê, machine learning và statistical learning. Thì loạt bài giảng này chúng ta chỉ quan tâm chủ yếu đến machine learning và statistical learning thôi nha. Hai chữ này là như tôi nói là nó hơi trùng hợp với nhau. Thì đối với machine learning hay là chúng ta quan tâm đến những chuyện mà phát triển các cái mô hình thống kê hay là các cái thuật toán để mà giúp cho cái máy tính đó, nó có thể tiên lượng cái kết cục hay là cái biến mà phụ thuộc một cách chính xác. Thì đối với các cái phương pháp mà thống kê mà chúng ta học qua trong mấy chục bài giảng trước đây á, như là phương pháp hội quy tuyến tính hay là hội quy logistic này nọ, thì nó chỉ như các bạn thấy là nó quan tâm rất nhiều đến cái vấn đề tương quan, tức là association, tức là đánh giá cái mối liên quan, với cái này mình dịch là liên quan. Còn machine learning á, thì chủ yếu là như tôi nói hồi nãy là quan tâm đến vấn đề tiên lượng hay là dự báo. Hồi nãy tôi có nói là mà xin nhấn mạnh lần nữa, machine learning á, thực ra là nó là một cái mối giao thoa giữa khoa học thống kê và khoa học máy tính. Mà trong vài năm gần đây á, thì tôi làm trong di truyền đó các bạn, thành ra tôi biết rằng đó là machine learning nó trở thành rất ư là phổ biến trong các nghiên cứu về di truyền học. Đó chính là lý do mà tại sao tôi phải học nó. Nó rất phổ biến trong cái khoa học về y khoa, y học, cũng như là trong lĩnh vực mà thương mại, đặc biệt là cái lĩnh vực mà liên quan đến các cái dữ liệu lớn. Đó chính là lý do tại sao chúng ta cần phải học nó. Tôi á, thì tôi có một cái quan điểm như thế này, tôi cho rằng là machine hay là cái máy á, nó không có học cái gì cả. Machine do not learn, không có học. Nó không học theo cái nghĩa mà gọi là chúng ta học. Bởi vì là nó đâu có hỏi câu hỏi đâu, mà các cái máy nó không có hỏi câu hỏi, chúng ta mới là người hỏi câu hỏi. Thành ra là cái computer, cái máy tính và cái mô hình thống kê á, theo tôi thấy là nó chỉ là những cái công cụ. Điều này nó dẫn đến một cái ý tưởng rất là quan trọng, là mình phải quan tâm đến cái câu hỏi nghiên cứu, tức là cái research question. Mình làm nghiên cứu, mình là nhà khoa học, thì cái câu hỏi nghiên cứu nó quan trọng thậm chí còn hơn cả cái công cụ giúp cho chúng ta nghiên cứu. Do đó là máy tính và các cái mô hình thống kê nó chỉ là công cụ. Mình dùng mấy công cụ này để giải quyết các cái câu hỏi nghiên cứu. Thành ra là mình phải giải quyết được cái câu hỏi, mình phải trả lời được cái câu hỏi nghiên cứu nó có quan trọng hay không, rồi cái câu hỏi nghiên cứu nó có gây tác động hay không, thì đó là cái mà yếu tố đầu tiên mà chúng ta phải quan tâm. Còn cái kia nó chỉ là cái công cụ. Hồi nãy tôi có nói rằng là đối với cái truyền thống, đối với mà khoa học thống kê mà truyền thống, là traditional statistics, thì nó chỉ quan tâm đến việc mà định hình các cái mối liên quan, hay là giải thích các cái hiện tượng, hay là tìm ra những cái quy luật của cái dữ liệu. Chúng ta có thể tưởng tượng này là mình có một cái dữ liệu từ nghiên cứu, và dữ liệu này á, là nó có hai cái nhóm biến số, một cái biến gọi là x, tức là biến tiên lượng đó, tức là predictors variables, và cái biến y, tức là biến phụ thuộc. Thì dựa vào cái dữ liệu này, cái dữ liệu này thực ra là nó xuất phát từ cái giả thuyết về mối liên quan giữa x và y. Rồi chúng ta chọn một cái mô hình thống kê. Mô hình này á, là nó sẽ giúp cho chúng ta phát hiện cái mối liên quan giữa x và y. Những cái mô hình đó nó bao gồm phổ biến nhất là mô hình hội quy tuyến tính, mô hình hội quy logistic, mô hình hội quy Poisson, hay là mô hình Cox. Rồi khi mà chúng ta có một cái mô hình để mà mô tả hay là định hình cái mối liên quan giữa y và x, thì sau đó là chúng ta đánh giá cái độ chính xác của cái mô hình, hay là cái độ đầy đủ của mô hình. Thì các cái mà chỉ số để mà đánh giá cái đó là bao gồm những chỉ số như là R square, tức là hệ số xác định, như là mean square, tức là MSE, như là diện tích với cái đường cong ROC mà chúng ta đã học qua. Tất cả chỉ số này các bạn đã học qua các cái bài giảng trước rồi. Và sau đó là đến cái phần gọi là suy luận hay là diễn giải dữ liệu, tức là interpretation.
Thì cái chuyện mà suy luận về cái mối liên quan giữa X và Y này nó dựa vào các cái chỉ số thống kê như là chỉ số P, như là khoảng tin cậy, đặc biệt là khoảng tin cậy 95%. Và tất nhiên là những cái dữ liệu này phải được diễn giải trong cái bối cảnh về cái giả thuyết giữa X và Y. Đó chính là lý do mà tại sao tôi nói rằng cái câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu nó vô cùng quan trọng. Tất cả những cái phương pháp thống kê chỉ là công cụ mà thôi. Thì cái này là cái truyền thống thống kê là nó như vậy. Còn đối với mà cái trường phái mới của thống kê bây giờ gọi là modern statistics á, thì cũng bắt đầu từ dữ liệu X và Y, nhưng mà chúng ta chia cái dữ liệu thành hai nhóm, thành hai 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 cái dữ liệu nhỏ. Một cái dữ liệu chúng ta gọi là training data, một cái dữ liệu chúng ta là testing data. Có nhiều khi chúng ta dùng chữ ở đây là development data, có nhiều khi ở đây testing, thay vì dùng chữ testing thì chúng ta dùng chữ là validation. Rồi chúng ta dùng cái dữ liệu trong cái phần training này nè để mà xây dựng mô hình, tức là developing model, rồi thuật toán này nọ, thì chúng ta dùng mấy mô hình đó để mà kiểm tra trong cái testing data. Thì cái đây là cái gọi là phương pháp nó tương đối mới, nói mới nhưng thực ra nó cũng chẳng mới gì đâu, nó cũng mấy chục năm, 60 70 năm rồi. Nhưng mà đối với những người mà làm thống kê mà gọi là truyền thống, người ta không có mặn mà không có mặn mà với cái cách làm này, với cách mà chia dữ liệu này. Lý do rất đơn giản là bởi vì cái dữ liệu mà chúng ta thu thập từ nghiên cứu được coi là vàng là kim cương, mà nếu mà mình tách cái dữ liệu thành hai nhóm nhỏ thì cái đó là một cái sự gọi là đánh mất cái thông tin để mà phải xây dựng cái mô hình. Nhưng mà chúng ta sẽ quay lại với cái ý tưởng này sau. Đối với statistical learning hay là machine learning, như chúng ta như như tôi nói hồi nãy, là nó chủ yếu quan tâm đến vấn đề dự báo tiên lượng và phân nhóm, tức là classification. Thì cái cách nó làm đó, nó giống như là phương pháp mà gọi là thống kê mà hiện đại đó, tức là dựa vào cái dữ liệu này, dữ liệu gốc chúng ta chia ra thành hai nhóm dữ liệu. Một cái nhóm là dùng để mà xây dựng mô hình gọi là training data, một cái nhóm để kiểm định mô hình gọi là testing data. Thì dùng cái training data này chúng ta xây dựng cái mô hình. Thì cái mô hình này nó có hai cái nhóm, nó gọi là supervised và unsupervised, tức là mô hình có giám sát và mô hình không cần giám sát. Lát nữa chúng ta sẽ quay lại cái phân biệt này. Và cái cách mà chúng ta xây dựng cái mô hình ở đây ấy, thì nó có rất nhiều các cái phương pháp như là hồi quy tuyến tính, hồi quy logistic, như là random forest, là lát nữa chúng ta sẽ quay lại nó. Và chúng ta sẽ dùng các cái công cụ như là bootstrap, như là k-fold validation, LucyV, OOP, mấy cái này là mấy cái giới mà bên computer science họ khoái lắm, họ thích lắm. Nhưng mà đối với bên thống kê thì người ta chỉ quan tâm đến cái bootstrap và k-fold validation thôi. Và chắc là trong thực tế chúng ta cũng quan tâm đến đó thôi. Sau đó khi mà chúng ta đã có mô hình rồi, chúng ta mới ứng dụng cái mô hình này vào một cái dữ liệu nó gọi là testing. Rồi cái dữ liệu testing này nó giúp cho chúng ta đánh giá xem cái mô hình này nó có tốt, nó có chính xác hay không. Thì những cái thước đo về cái độ chính xác của cái mô hình đó là bao gồm như là AUC, rồi cái gọi là confusion matrix. Bây giờ tôi chỉ giới thiệu cho các bạn một số các cái thuật ngữ thôi, chứ chúng ta sẽ đi sâu nó trong các cái bài giảng kế tới ha. Ok. Thì hồi nãy tôi có nói là nó có hai cái dạng, hai hai cái nhóm mô hình, hai cái nhóm mô hình hay là hai cái nhóm thuật toán. Một cái nhóm chúng ta gọi là supervised learning, tức là cái mô hình mà có giám sát, và cái mô hình không có giám sát tức là unsupervised learning. Thế nhưng mà trong thực tế á, thì chúng ta có hai cái loại biến outcome. Một cái loại biến nó gọi là discrete outcome. Ví dụ như là trường hợp mà chúng ta thường hay thấy trong y khoa đó, là có bệnh hay không có bệnh, tức là biến nó chỉ có hai giá trị, hay là sống hay là chết, chỉ có hai giá trị. Hay là cái phân nhóm, hay là phân nhóm, tức là bệnh A, bệnh B, bệnh C, bệnh D, đúng không? Thì cái này nó gọi là discrete outcome. Một cái nhóm mà outcome khác
tức là cái biến mà phụ thuộc khác á, là cái biến liên tục. Là biến liên tục là bao gồm những cái mà chúng ta thường hay học á, trong cái lĩnh vực mà tôi nghiên cứu thì mật độ xương là rất là phổ biến, là biến liên tục. Hay là chiều cao cân nặng, hay là nồng độ insulin nhân dân để biến liên tục. Thành ra là tính chung á, là chúng ta có bốn cái nhóm, tức là hai cái loại biến outcome và hai cái nhóm gọi là mô hình. Thì chúng ta có bốn cái thuật ngữ để mà mô tả nó. Cái thứ nhất á, nếu là cái biến của chúng ta là biến nhị phân hay là biến phân loại á, mà nếu mà cái mô hình chúng ta là có giám sát thì nó có cái tên gọi là classification. Mô hình số 1 là classification. Còn nếu nó là cái biến, nếu biến outcome á, là biến liên tục, thì chúng ta có mô hình gọi là regression. Còn đối với unsupervised learning, có nghĩa là mô hình không có giám sát á, là những mô hình đó là đối với cái biến mà gọi là phân loại á, thì đó là clustering. Cluster tức là phân tích cụm. Nhưng mà đối với cái biến mà gọi là liên tục, biến outcome liên tục, thì cái nhóm phương pháp mà nó nằm trong cái nhóm phương pháp mà nằm trong unsupervised learning á, là nó có tên gọi là dimensionality reduction, tức là giảm cái dimension của cái dữ liệu. Đến đây thì có lẽ là các bạn đã gọi là hiểu được chút chút về bốn cái dạng mô hình này, phải không nào? Để mà chúng ta không có lẫn lộn trong tương lai khi mà nghe người ta nói. Bây giờ tôi xin đi vào một chút xíu về chi tiết để giải thích. Đầu tiên là sẽ nói về classification. Thì đối với classification, như chúng ta thấy nó là một cái dạng, nó là một cái loại mô hình mà là có giám sát. Thì ở đây là cái biến mà outcome của chúng ta là chỉ có hai giá trị, hoặc là cái biến mang tính phân loại, phân nhóm. Ví dụ là biến ngoài đó, và chúng ta có hàng loạt các cái biến mà tiên lượng x1, x2, x3, x4. Chúng ta có thể suy nghĩ, chúng ta có thể tưởng tượng nó y là một cái biến gọi là có bệnh hay không có bệnh. Còn x1, x2 cho đến xp, tức là hàng trăm biến như thế này, thậm chí hàng ngàn biến, là có thể là độ tuổi, chiều cao, cân nặng, có thể là tiền sử bệnh tật, có thể là dùng medication, tức là dùng thuốc, vân 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 vân, hay là thậm chí gen. Thì chúng ta có hàng loạt, và cái mục tiêu của chúng ta là muốn dùng cái thông tin mà của các cái biến mà tiên lượng này nè, tức là x1 cho tới xp này, để mà tiên lượng hay là để mà phân nhóm cái y. Tức là chúng ta tìm ra một cái thuật toán, một cái mô hình thống kê làm sao mà để phân nhóm được. Đây là cái những cái bệnh nhân mà có những cái giá trị x1, x2, x3, xp như thế này nè, thì cái xác suất mà gọi là mắc bệnh là bao nhiêu, hay là cái xác suất mà được vào phân nhóm bệnh là bao nhiêu. Thì trong trường hợp này á, là mục tiêu của chúng ta là tìm một cái mô hình hay là một cái gọi là classifier để mà phân nhóm. Thì nó có rất nhiều các cái mà classifier, sẽ mô hình các bạn. Logistic regression, linear discriminant analysis của ông Ronald Fisher, phương pháp naive Bayes, tức là phương pháp Bayes mà ngây thơ chữ naive này là ngây thơ đó. Phương pháp support vector machine, đây là mấy bạn mà bên computer sai là thích lắm. Neural network, Bayesian network, random forest, thật ra đúng là nó randomized forest nhưng mà người ta dùng là random forest. Rồi boosted decision tree này tôi cũng mới thấy rồi chứ tôi cũng chưa rành nó, hay là k nearest neighbor chúng ta thường hay dùng cái đó. Thì đây là những cái mô hình, còn những cái mô hình để mà kiểm tra, những cái phương pháp để mà kiểm tra cái sự độ chính xác của mô hình này á, thì bao gồm là bootstrap, bao gồm là gọi là phân tách cái dữ liệu đó, là thành nhóm mà training và validation như tôi làm hồi nãy đó, như tôi kia giải thích hồi nãy đó. Hay là k-fold cost validation, dân 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 dân. Còn đây là các cái mà chỉ số để mà đo lường cái sự phù hợp của cái mô hình. Thì đây là những cái mà những cái phương pháp và cũng như là những chỉ số mà chúng ta sẽ học sau. Nãy giờ tôi hứa các bạn hơi nhiều, lúc nào cũng học sau không vì lý do nó đơn giản mà đây chỉ là giới thiệu chung thôi. Thì đến cái dạy rồi đến cái loại mô hình thứ hai, tức là regression. Regression á, thì chủ yếu quan tâm đến vấn đề
liên quan và giải thích các cái mối liên quan. Thỉnh thoảng chúng ta cũng dùng cho prediction chứ không phải là không. Thì trong trường hợp này why nó phải là một biến liên tục. Và chúng ta tìm một cái hàm số fx của cái biến x để mà giải thích cái biến liên tục này. Dĩ nhiên là why cũng có thể là logic, cũng có thể là binary. Trong trường hợp đó thì chúng ta dùng cái phương pháp hồi quy logistic, hay là why cũng có thể là cái thời gian mà dẫn đến cái biến cố, thì trong trường hợp đó chúng ta dùng mô hình COTS. Cái loại thứ ba nữa là clustering. Clustering là rất là phổ biến trong thời gian gần đây, thì nó là thuộc cái nhóm gọi là mô hình mà không có giám sát, tức là nó rất là nói theo tiếng Việt mình á, nói theo ngôn ngữ mà truyền thống thống kê, nó gọi là mô hình, gọi là có thể coi nó như là phi tham số, có thể thôi nha, đó là phi tham số. Bởi vì nếu mà mình đi vô chi tiết thì nó giải thích thì nó cũng sử dụng một số các cái giả định không phải không, nhưng mà cái nhìn với tôi chung là nó là gần như là một phương pháp phi tham số. Thì trong trường hợp này chúng ta có hàng loạt các cái biến số và chúng ta muốn tìm những cái cụm hoặc là những cái nhóm từ các biến số này, thì cái cách mà chúng ta dùng á, cái phương pháp hay là thuật toán chúng ta dùng á, là bao gồm k-means. Thì ở đây là nó tìm những cái chẵn số cho mỗi một cái biến số này để mà nó nhóm các cái cụm lại với nhau. Một cái phương pháp thứ hai gọi là phương pháp cluster, thực ra nó có hai ba phương pháp cluster rồi, nhưng mà tôi dùng chữ là clustering. Thì nó tìm những cái khoảng cách giữa các cái dữ liệu, nó dùng cái dữ liệu để tìm cái khoảng cách giữa các cái nhóm và các cái cụm, rồi từ đó nó phân nhóm cho chúng ta. Thì cái này nó rất là lợi hại trong nghiên cứu về di truyền, bởi vì trong nghiên cứu về di truyền nhiều khi là chúng ta phải có phải đối phó với những cái dữ liệu mà nó lên đến hàng triệu marker, mà để mà tìm những cái marker này là nó phản ảnh cái gì thì nó cái phương pháp và clustering này nó vô cùng quan trọng. Đến cái nhóm phương pháp thứ tư, nó gọi là phương pháp dimensionality reduction, tức là nó giảm cái chiều kích của cái dữ liệu, thì nó cũng nằm trong cái nhóm gọi là unsupervised, tức là nhằm vào nhóm gọi là không có giám sát. Thì trong trường hợp này là chúng ta có p biến số và nó có thể có liên quan đến nhau, và mục tiêu là chúng ta sẽ tìm ra một cái nhóm biến số mới, một nhóm biến số mới bao gồm k biến số nhưng mà nó không có liên quan đến nhau, và k thì thường thường nhỏ hơn p. Thì cái phương pháp mà phổ biến nhất mà chúng ta sẽ học gọi là principal component analysis, một cái phương pháp khác thời mà tôi còn học nó lâu lâu lắm rồi, đó gọi là phương pháp factor analysis, nhưng mà bây giờ như là cũng ít người sử dụng. Thì đối với công cụ á, thì đương nhiên là chúng ta đầu tiên là mình phải có dữ liệu phải không nào. Rồi khi mà có dữ liệu xong rồi chúng ta sẽ phân nhóm thành training và testing, rồi sau đó chúng ta sẽ xây dựng một cái mô hình dựa vào cái training data set, rồi chúng ta sẽ kiểm định cái mô hình đó trong cái testing data set. Và khi mà kiểm định thì chúng ta dùng một số các cái thước đo để mà đo cái sự mà chính xác của cái mô hình. Nhưng mà đừng có bao giờ, các bạn đừng bao giờ nghĩ rằng là machine learning là nó một cái gì gọi là kỳ diệu mà nó giúp cho chúng ta giải quyết được những vấn đề. Trong thực tế thì là nhiều phương pháp machine learning chưa ứng dụng được trong thực tế. Nhưng mà nó giúp cho chúng ta khai thác dữ liệu thì ok. Một số cái vấn đề liên quan đến machine learning là cái thứ nhất á, là nó sai ở assumption. Như tôi nói hồi nãy là đối với machine learning rất nhiều người người ta không quan tâm đến các cái giả định. Thế nhưng mà bởi vì nếu mà machine learning dùng mô hình thống kê đằng sau đó, mà mô hình thống kê thì phải có giả định. Do đó nếu mà cái giả định nó không đúng thì mô hình thống kê nó sai. Mô hình thống kê sai thì nó dẫn đến cái mô hình machine learning cũng sai luôn. Cái thứ hai nữa là cái bias. Đối với những người mà làm về mà machine learning hình như là họ không có quan tâm đến cái bias mấy, và cái đó theo tôi nghĩ đó là một sự sai lầm rất là ghê gớm. Bởi vì bất cứ ai mà học về dịch tễ học trong dịch tễ học lâm sàng này nọ thì đều biết rằng đó là cái bias nó vô cùng quan trọng. Nhiều khi là mình có một cái mô hình rất là tuyệt vời, rất là tinh vi, nhưng mà nếu mà cái dữ liệu mà mình thu thập được là nó xuất phát từ một cái nhóm mà bị lệch khỏi cái quần thể á, thì coi như là cái mô hình của chúng ta sẽ không có sử dụng được, không có mang tính thực tế.
Cái kế tới nữa là cái yếu tố thứ ba, vấn đề là cái phương xa, cái variance, tức là variance ở đây hiểu theo nghĩa là cái sự mà khác biệt giữa cái mô hình mà mình fit, mà mình xây dựng dựa vào nhiều cái training dataset thì nó khác với nhau. Thành ra là nó dẫn đến cái vấn đề là cái phương xa giữa các cái mô hình chúng ta không có quan tâm đến nó, thì đó cũng là một vấn đề. Rồi vấn đề mà underfitting, tức là cái mô hình đó là nó quá đơn giản để mà nó thể hiện cái dữ liệu quá phức tạp, hay là ngược lại cái underfitting là overfitting, là cái mô hình nó quá phức tạp cho những dữ liệu mà nó đơn giản. Thì đây là những cái mà sai sót, cũng có thể nói là sai lầm rất là phổ biến của machine learning. Cứ mỗi lần mà tôi ngồi trong cái hội đồng mà nghe các cái đồng nghiệp mà bên engineering á, vì tôi có một cái bổ nhiệm bên bên faculty of biomedical engineering, khi mà họ trình bày cái này, khi mà tôi giải thích, mà tôi khi mà tôi nêu những vấn đề này, hình như là mấy đồng nghiệp nó không quan tâm mấy. Thành ra là tôi thấy cái điều đó cũng hơi ngạc nhiên. Hồi nãy tôi có nói với các bạn là đối với machine learning, cái underfitting và overfitting nó vô cùng quan trọng. Thì đây là một cái ví dụ cho các bạn thấy. Ví dụ như đây là cái dữ liệu, một cái mô hình thật của nó là cái mô hình parabol này nè. Thế nhưng mà nếu mà mình fit cái mô hình mà linear, nếu mà cái machine đó, nó fit cái mô hình linear là coi như cái này nó gọi là underfitting, tức là nó không phản ánh chính xác cái dữ liệu. Hay là trong trường hợp này á, là cái mô hình đúng cái nói là mô hình parabol, nhưng mà mình fit cái mô hình nữa là nó đi qua từng cái dữ liệu như thế này á, thì trong trường hợp này nó gọi là overfitting, tức là cái dữ liệu thì chỉ có vài chục cái dữ liệu thôi, dữ liệu thôi, nhưng mà cái mô hình nữa nó có gọi là hàng chục cái tham số. Thì trong trường hợp đó thì cái mô hình nó fit rất là tốt cho cái dữ liệu mà mình đang có, nhưng mà khi mà mình kiểm định cái mô hình này ở một cái dữ liệu khác đó, thì coi như là nó nói theo tiếng miền Nam là chữ quốc. Nên là đây là hai cái mối đe dọa rất là lớn đối với machine learning. Có lẽ là một số bạn nghe cái bài này đầu tiên thì sẽ ngạc nhiên về một số các cái danh từ mà hay là thuật ngữ mà chúng ta nghe từ mấy đồng nghiệp bên machine learning nói. Thì cái bảng này á, là tôi sưu tầm mà có lẽ không có đầy, chưa có đầy đủ đâu, giữa cái sự khác biệt về ngôn ngữ, nhưng mà thực ra ý tưởng thì giống nhau. Ý tưởng rất giống nhau. Ví dụ khi mà chúng ta nói là modeling á, đối với statistics á, đối với mà gọi là dân mà học về thống kê, mà về khoa học thống kê truyền thống á, chúng ta dùng cái chữ là fitting, nhưng mà bên machine learning ta dùng chữ là learning. Thành ra khi mà mình nói learning với fitting á, là nó y chang nhau nha, cái ý tưởng nó giống hệt như nhau, tức là nó chỉ là mô hình dữ liệu thôi. Còn khi mà chúng ta có new cái dữ liệu mới á, chúng ta gọi là new data trong statistics, nhưng mà bên machine learning ta gọi là generalization. Cái biến mà phụ thuộc hay là dependent variable á, hay là outcome á, thì trong trong dịch tễ học và thống kê học nó gọi là outcome hay là response, nhưng mà bên machine learning ta dùng cái từ gọi là target. Cái này á, là phải một thời gian sau tôi mới phát hiện ra là cái cách họ dùng á. Khi mà chúng ta bên mà statistical science mà nói chuyện về predictor, risk factor hay là trong epidemiology nó gì á, thì machine learning nó họ họ dùng cái chữ là feature. Feature. Cái intercept trong statistics á, thì bên machine learning là bias. Cái chữ bias này rất là khác với cái nghĩa bias trong dịch tễ học nha các bạn. Do đó nếu mà các bạn nào mà làm gì mà xứng learning mà dùng cái chữ bias này là coi chừng là mấy đồng nghiệp bên dịch tễ học và phê bình đó. Đối với cái mô hình hồi quy tuyến tính á, trong statistics á, này chúng ta gọi là beta coefficient hay là hệ số hồi quy, thì bên machine learning ta dùng chữ weight, tức là trọng số. Bên statistics chúng ta dùng chữ ví dụ như là residual, tức là phần dư, dao động dư hay là deviation. Nhưng mà bên machine learning ta dùng chữ là loss function. Cũng hay. Ok, bên 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 statistical side dùng chữ là classification table, thì bên machine learning có chữ lần đầu tiên nó làm tôi bị sốc là confusion matrix. Confusion là lẫn lộn, tức là ma trận lẫn lộn. Trời đất ơi, cái này thật ra nó chỉ là một cái classification table, mà đối với phe và các bạn mà học về dịch tễ học á, cái confusion matrix này nó chính là cái gọi là
dương tính thật, dương tính giả, âm tính thật, âm tính giả, nó chỉ thế thôi. Nhưng mà không hiểu tại sao người ta dùng chữ confusion matrix, rất là khó hiểu. Còn cái cách mà chúng ta chọn các cái biến số mà liên quan đó, hay là chọn cái mô hình đó, thì trong 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 khoa học thống kê chúng ta dùng cái chữ là variable selection hay là model selection. Nhưng mà bên machine learning á, bởi vì cái predictor này nó dùng là feature, thành ra là bên machine learning người ta có cái thuật ngữ là feature selection. Thành ra là hy vọng rằng cái bảng này nó sẽ giúp cho hai bên, bên là statistics, bên machine learning hiểu nhau nhiều hơn. Ok, trong R các bạn, chúng ta sẽ học hàng loạt bài giảng kế tiếp là sử dụng bằng R để mà giải quyết các cái vấn đề hồi nãy. Thì trong R có những cái package rất là quan trọng, ví dụ package caret, thì nó viết tắt của chữ là classification and regression training. Và đây là một cái chương trình đó, tránh cho mà xíu lên đi mà chúng ta sẽ học. Các bạn cũng có thể dùng cái package gọi là MLA, viết tắt gọi là Machine Learning in R, cũng cũng được nhiều người sử dụng. I1071 hình như là cái này là cái package từ mỗi cuốn sách. Tôi ít khi nào sử dụng nó. Random Forest là do nhà thống kê học rất là nổi tiếng là Brightman và Cutler viết. APA tức là viết tắt của Recursive Partitioning for Classification and Regression and Survival Tree, thì do Terry Turnell là một người rất là nổi tiếng của Mayo Clinic. Terry có thời gian là dạy tôi có thời gian dạy tôi về Survival Analysis lúc mà tôi còn ở Mayo Clinic ở bên Mỹ lâu lắm rồi. Lúc đó Terry là giám đốc của trung tâm thống kê của Mayo Clinic. Class là của Brian Ripley của Đại học Oxford. Là dùng để mà classification đó các bạn. KKNN là của Cloudslip. Thì cái chương trình này chủ yếu là dùng cũng co chúng cho clustering, nhưng mà dùng KK dùng weighted K nearest neighbors. Kernlab rồi Neuralnet thì mấy cái này là dùng cho neural network. Thì đó các bạn thấy rằng là có rất nhiều các cái error. Các cái chương trình R hỗ trợ cho chúng ta học về machine learning. Thì trong thực tế thì các bạn biết rằng là machine learning càng ngày càng phổ biến, đặc biệt là đối với trường hợp mà dữ liệu lớn, và trong nhiều trường hợp nó cũng đã thành công chứ không phải không. Nó thành công trong việc là khám phá ra những cái trình tự gen á, mà có liên quan đến các bệnh lý quan trọng. Thì cái này là thành công ngoạn mục nhất của machine learning. Nó giúp cho việc mà gọi là tối ưu hóa việc mà sử dụng điện đón năng lượng ở nhà và ở văn phòng, giúp cho việc mà tiên lượng các cái kết quả của bầu cử mà mới ông Trump ông sắp bầu cử nhà tháng 11 hay gì đó, thì chắc lẽ là giới mà làm gì mà machine learning với mà thống kê rất là bận rộn. Nó giúp cho chúng ta nhận dạng các cái hành động tội phạm, nó giúp tiên lượng dự báo thời tiết, weather forecast, dự báo thời tiết. Nó giúp cho chúng ta giảm cái gian lận về mà thẻ tín dụng đó các bạn, và giảm các cái mà thư rác, spam mails. Thì tất cả cái này đều dùng đều machine learning, và đằng sau đó là các cái mà phương pháp mà mô hình thống kê. Nói tóm lại là về mặt mà phân tích dữ liệu, theo tôi nhận thấy rằng là chúng ta có hai trường phái chính. Trường phái thứ nhất là giải thích và tìm các cái mối liên quan. Trường phái thứ hai là tiên lượng và phân loại, phân nhóm. Trường phái thứ nhất là chủ yếu là dành cho khoa học thống kê. Trường phái thứ hai là cái mối bận tâm của machine learning và statistical learning. Thì machine learning theo tôi thấy là nó là một cái sự giao thoa giữa thống kê, tích hợp giữa thống kê và khoa học máy tính. Thống kê là chủ yếu quan tâm đến explanation, tức là giải thích và tìm cái xu hướng. Còn machine learning là chủ yếu là làm đến dự báo và phân nhóm. Thì đây là cái chiến lược là phổ biến của machine learning, là dựa vào việc gọi là phân chia dữ liệu thành nhóm testing hay và validation, cross validation, bootstrap, dạng dạng.
Thì hồi nãy tôi có nói là machine learning nó càng ngày càng phổ biến trong các cái lĩnh vực mà nghiên cứu khoa học, và đặc biệt là trong dữ liệu lớn, thành ra là chúng ta cần phải học nó. Và các bạn mà tìm rất là nhiều các cái cua học trực tuyến, nhưng mà tôi không biết là họ giảng như thế nào. Tôi có cách gọi là của tôi, thành ra là hy vọng rằng các bạn sẽ theo dõi loạt bài giảng này để mà giúp cho các bạn mà theo dõi loạt bài giảng này dễ. Thì tôi đề nghị các bạn tìm cho được mấy cuốn sách này. Cái cuốn sách mà quan trọng nhất á, theo tôi á, quan trọng nhất á, là cái cuốn mà của bốn tác giả này, James Whitten Hastie, Tibbs, mấy người này ở Stanford University. Họ viết một cuốn sách rất là nổi tiếng là An Introduction to Statistical Learning. Nói là Statistical Learning nhưng mà thật ra trong đó là nhiều machine learning lắm các bạn. Có thể 99% là machine learning trong đó. Cái cuốn này theo như tôi biết hình như là nó có trên mạng và hoàn toàn miễn phí. Bởi vì khi mà người ta tái bản cái phần mới á, cái phiên bản mới á, người ta cho người ta sử dụng cái cuốn này miễn phí. Do đó nó rất là phổ biến. Cái cuốn thứ hai là Applied Predictive Modeling. Cuốn này tôi thích lắm, là của Max Kuhn và Johnson, hai người này họ làm cho công ty dược và Pfizer, và họ viết cái phần mềm Clarit mà tôi giới thiệu hồi nãy đó các bạn. Thành ra là cái cuốn này cũng cũng cần nên có. Mỗi cuốn vô cùng quan trọng, nếu mà các bạn quan tâm đến việc mà xây dựng mô hình rồi này nọ thì không thể nào bỏ qua cái cuốn sách này của ông Frank Harrow, gọi là Regression Modeling Strategies. Thì tất cả những cái cuốn sách này đều dùng ngôn ngữ R để mà triển khai các cái ý tưởng trong đó. Còn nếu mà các bạn muốn đọc qua trực tiếp trên mạng ấy, thì đây đây là một cái trang cũng rất là phổ biến. Cái thực ra này là một cuốn sách thì đúng hơn, đây là một cuốn sách online do ông Bo Anh Kỳ ông làm, và các bạn có thể gọi là truy cập online hay là ngay trên máy tính của mình. Trên máy iPhone của mình chứ. Ok, thì tôi nghĩ rằng bài giới thiệu đến nay là tạm xong. Tôi sẽ hẹn các bạn hàng loạt các bài giảng kế tiếp và bảo đảm các bạn là sẽ rất là hứng. Bây giờ tôi xin ngừng ở đây nha.